Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay thì Duy sẽ cho các bạn xem hai cái mẫu xe SUV có thể nói là to nhất ở nhà Mercedes-Benz. Và với hai chiếc xe này, nó sẽ có những cái điểm chung rất là giống nhau và có rất là nhiều điểm khác nhau. Và giá của hai chiếc xe này nó đang chênh lệch nhau khoảng tầm hơn 3 tỷ đồng. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe Mercedes GLS 450 và Mercedes-Benz Maybach GLS 480. Ok. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở cái phần giống nhau trước các bạn nha. Bởi vì hai chiếc xe này nó có cùng một cái thiết kế, cùng một cái khung gầm, cũng như là kể cả phần động cơ luôn. Về kích thước thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLS 450 và GLS 480 Maybach của chúng ta sẽ có cùng một kích thước, cùng một khung gầm, cũng như là cùng một cái như là giống nhau hết các bạn nha. Nó chỉ khác nhau về những cái chi tiết về trang trí của chiếc xe Maybach và chiếc xe GLS 450 thôi. Những cái chi tiết trang trí thì nó cũng rất là nhỏ các bạn nha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái tờ giấy để dán trên kính chắn gió. Đây là những cái thông tin của xuất xưởng của hai chiếc xe này ha. Và hai chiếc xe GLS 480 và 450 này thì cùng được sản xuất tại một nhà máy ở Mỹ các bạn nha. À, và cái nhà máy của đó là Lewis-Sam-Nam. Ha, hai cái chiếc xe này đều sản xuất ở một nơi hết là ở Mỹ. GLS 450 và GLS 480 của chúng ta sử dụng cùng một hệ thống treo, đó là hệ thống treo khí nén Airmatic. Kể như là hai chiếc xe này có cùng một cái độ êm ái giống nhau luôn các bạn nha. GLS 450 chúng ta cũng sẽ có một cái cửa như thế này, và GLS 480 chúng ta cũng có một cái cửa như thế này các bạn. Thì hai cái cửa GLS 450 và 450 đều giống nhau hết. Nó sẽ khác so với lại cái chiếc S sedan bạn, S sedan Maybach với là S sedan thông thường thì chúng ta sẽ khác nhau ở phần cái cửa. Nhưng đối với cái xe GLS 450 và 480 này thì nó sẽ không khác nhau cái phần đó nha. Bởi vì xe của chúng ta đặt cùng một kích thước. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy hai cái chiếc xe này hầu như là cũng không có sự khác biệt gì nhiều hết. Đều gần như là giống nhau các bạn nha. Chúng ta đều có sở hữu một cái đèn đều giống nhau hết ha. Đó, chỉ có điều là ở đây có chữ Maybach thôi. Và một điểm khác nhau duy nhất hầu như trên cái phần đuôi xe của chiếc xe GLS 480 này so với là GLS 480 là ở phần bô xe. Các bạn sẽ thấy là chi tiết bô xe nó có cái phần tách đôi ra nè các bạn. À, hầu như còn lại thì GLS 450 với GLS 480 của chúng ta cũng không có khác nhau. Không có khác nhau các bạn nha. À, một cái điểm nhỏ nữa các bạn là các bạn sẽ thấy nè. GLS 450 của chúng ta thì với cái chi tiết ốp nhựa ở dưới này thì các bạn sẽ thấy là bằng nhựa mờ ha, nhựa mờ. Đó, còn đối với GLS 480 Maybach của chúng ta thì được sơn đen bóng ở khu vực này. Thì đối với cái chi tiết là cái màu sơn, nếu mà GLS 480 của chúng ta là màu sơn màu trắng ở trên này hoặc là những cái màu sơn khác các bạn, thì ở cái khu vực dưới này nó vẫn sơn chi tiết màu đen bóng ha. Đây là sự khác biệt hầu như ở cái phần cản sau của chiếc xe này. Thì đây là một cái chi tiết về trang trí thôi các bạn. Tiếp theo nữa thì về phần màn hình giải trí của xe cũng như là màn hình công tơ mét thì GLS 450 và GLS 480 Maybach của chúng ta thì sử dụng cùng chung một cái hệ điều hành MBUX các bạn. Thì hai cái màn hình này thì nó đều giống nhau hết tất cả mọi thứ các bạn nha. Đều có chung một cái ngôn ngữ thiết kế ở cái phần nội thất này luôn. Đó, chỉ có điều là nó sẽ khác nhau về những cái chất liệu da hoặc là những cái chi tiết nhỏ thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là GLS 450 của chúng ta được trang bị cái đèn multi beam LED có cái thiết kế như thế này, và GLS 480 của chúng ta vẫn sử dụng đèn multi beam LED và cũng có thiết kế như thế này. Hai cái đèn xe này nó y chang hoàn toàn nhau tất cả mọi thứ luôn các bạn. Có nghĩa là hai chiếc xe này chúng ta có thể là tráo đèn ngược qua cho nhau luôn. Và tiếp theo các bạn là về phần động cơ giữa hai cái chiếc xe này, GLS 450 và GLS 480 của chúng ta sử dụng cùng chung một cái động cơ luôn các bạn nha. Hai cái động cơ này nó sẽ không khác nhau bất kỳ cái chi tiết nào hết. Đều là sử dụng động cơ 3.0 lít i6 và sử dụng cùng chung một cái hộp số tự động 9 cấp luôn. À, thì hầu như là thiết kế là tổng thể của chiếc xe nào về động cơ, về khung gầm và
những cái chi tiết chính các bạn, thì hầu như GLS 480 và GLS 450 của chúng ta đều sở hữu chung một cái khung gầm, cùng chung hết tất cả mọi thứ luôn. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa hai cái chiếc xe này. Về phần khác nhau thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là đây là cái chiếc xe được thiết kế theo phong cách AMG, và GLS 480 của chúng ta thì được thiết kế theo phong cách Maybach. Cho nên các bạn thấy là đây là những cái lưới tản nhiệt đặc trưng của những cái mẫu xe Maybach ha. Những cái chi tiết mà lưới tản nhiệt sọc đứng như thế này, có một cái logo Maybach, có một cái chữ Maybach ở đây. Và tiếp theo này, đây là cái GLS 450 được thiết kế theo phong cách AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là ở khu vực này nó có những cái chi tiết hốc gió, lòi và lõm, cũng như là lưới tản nhiệt đặc trưng của những mẫu xe thể thao đến từ AMG ha. Maybach GLS 480 của chúng ta được trang bị cái lớp xe Continental và với kích thước là 22 inch, và đây là cái thiết kế của những cái mâm xe Maybach nè. Khi mà cái logo chúng ta chụp lại thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chữ Maybach ha. GLS 450 của chúng ta được trang bị cái bộ mâm AMG đó, và thương hiệu lớp đến từ Continental, và là lớp của chúng ta là lớp 21 inch, có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn 1 inch so với lại cái GLS 480. Và hai cái lớp xe này chúng ta đều sử dụng cái lớp MO các bạn. Đây là lớp xe thông thường, không phải là lớp xe Chromlab. Vẫn là giống nhau ở các chi tiết này các bạn, chỉ khác nhau là về cái kích thước của lớp xe thôi. Maybach GLS 480 cũng như là GLS 600 của chúng ta được trang bị một cái bệ bước thục thò bằng điện. Thì với cái chi tiết bệ bước này các bạn, nó cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẳng cấp luôn, và Di có cho các bạn xem rất là nhiều lần trên những cái chiếc xe Maybach rồi ha, rất là bự luôn. Và đối với cái bệ bước này hầu như là khách hàng bên Di cực kỳ thích luôn bạn, và có rất là nhiều những anh chị khi mà mua chiếc xe GLS 450 này và hỏi là có gắn được cái bệ bước này hay không ha. Bệ bước này thì nó giúp cho cái người mà leo lên leo xuống các bạn nó rất là tiện lợi luôn ha. Và cái bệ bước này, cái cảm giác khi mà chúng ta bước lên bước xuống nó rất là chắc chắn, nó rất là to luôn các bạn. Nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái bệ bước đến từ những cái thương hiệu khác bạn. Những cái mẫu xe SUV đến từ những cái thương hiệu khác thì các bạn thấy nó cũng có trang bị bệ bước, nhưng mà như thấy là đối với bệ bước của chiếc xe GLS Maybach 480 này hoặc là GLS 600 các bạn, thì cái bệ bước này nó không phải là để bước lên bước xuống đâu bạn, mà nó có thể gọi là một cái tuyệt tác luôn, bởi vì nó quá là đẹp luôn. Và cách nó xếp vào bên trong nữa, nó rất là gọn ha, rất là tuyệt vời. Ở trên đây thì có một cái chi tiết ốp chrome ở bên hông ha, làm cho cái phần mà khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của chiếc xe GLS Maybach nó cũng rất là đặc biệt. Và khi chúng ta mở cửa ra các bạn, chúng ta cũng thấy là nó cũng cực kỳ đặc biệt trên chiếc xe GLS Maybach này. Và trong khi đó thì cái GLS 450 chúng ta thì được trang bị cái bệ bước cố định ha. Đây là một cái bệ bước tiêu chuẩn các bạn, nó không có chi tiết bằng điện ha. Thì đối với cái chi tiết bệ bước này thì Di thấy là khi mà chúng ta bước lên bước xuống các bạn thì nó cũng khó hơn rất là nhiều so với lại cái bệ bước to bằng điện thụt vào thụt ra ở trên chiếc xe GLS 480 ha. Đây là một cái chi tiết rất là đặc biệt trên cái chiếc xe GLS và Maybach này. GLS 450 của chúng ta thì các bạn sẽ thấy được trang bị cái kính tiêu chuẩn thôi các bạn, cho nên là khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này thì khoang trước và khoang sau của chúng ta thì đều cùng một cái màu kính ha, bởi vì là xe này của chúng ta cũng chưa có dán kính cách nhiệt gì hết. Trong khi đó thì GLS 480 của chúng ta được trang bị kính cách nhiệt, cách âm và khoảng xạ tia hồng ngoại, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái khoang trước là kính sáng màu hơn ở khoang sau. Và đối với kính khoang sau này các bạn, thì khi mà cái người ngồi ở cái vị trí khoang sau như thế này hầu như là nó rất là riêng tư. Ở bên ngoài chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ không thấy ha, người ngồi bên trong ha. Đây là cũng là những cái chi tiết rất là đặc biệt ở trên cái chiếc xe Maybach GLS ha, hoặc là những cái dòng xe Maybach nói chung. Một cái điểm khác nhau nữa, khi mà chúng ta nhìn bên ngoài các bạn, thì các bạn sẽ thấy là đối với chiếc xe Maybach GLS 480 này thì được trang bị cái cột chữ B bằng chrome ha, bằng mặt chrome bóng ha. Đây là cũng là một cái chi tiết đặc trưng của trên những cái dòng xe Maybach. Khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này, chúng ta cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta tách biệt hẳn giữa khoang trước và khoang sau luôn. Bởi vì đối với những cái chiếc xe Maybach các bạn, là những cái chiếc xe được trang bị ở cái phần khoang sau nó cực kỳ đặc biệt luôn. Còn đối với chiếc xe GLS 450 của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là cái cột chữ B của chúng ta được sơn màu đen bóng luôn, thì nó cũng sẽ giống như những cái mẫu xe thông thường của Mercedes-Benz. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem sự khác biệt giữa bên trong nội thất của chiếc xe GLS 450 và Maybach GLS 480.
Bên trong khoang nội thất của trái chiếc xe GLS 480 này thì các bạn sẽ thấy được bọc bằng da thật các bạn nha. Và chi tiết da rất là cao cấp luôn. Những cái đường viền chỉ, những cái chi tiết mai ở đây cực kỳ sắc sảo luôn. Và đèn viền nội thất nó giúp cho không gian nội thất ở bên trong của chiếc xe về đêm các bạn nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời và rất là thư giãn luôn ha. GLS 450 của chúng ta được trang bị cái hệ thống loa âm thanh vòm là Boommaster 15 loa các bạn, 15 loa các bạn ha. Và hầu như là với cái nội thất này đều được trang bị những cái chi tiết cực kỳ cao cấp luôn ha. Những cái nút bấm các bạn bấm vào chúng ta có cảm giác rất là sướng ha, rất là nịnh tay luôn đó. Và vô lăng của chúng ta thì được bọc bằng da nắp ba và bằng gỗ đó. Khi mà chúng ta lái những cái chi tiết vô lăng mà bằng gỗ các bạn thì chúng ta cảm giác là nó rất là mát, khi mà chúng ta rất là mát tay của chúng ta. Về khoang sau thì chiếc xe GLS 450 của chúng ta các bạn được trang bị là 3 ghế ở hàng ghế giữa và 2 ghế ở hàng ghế sau cùng. Thì bởi vì đây là cái chiếc xe SUV 7 chỗ ha, cho nên là về khoang sau nó cũng sẽ coi như là được trang bị hầu như đầy đủ những cái tiện nghi đó. Bởi vì là đây là cái chiếc xe SUV 7 chỗ thuộc dạng cao cấp của Mercedes-Benz, cho nên là các bạn sẽ thấy hầu như về khoang nội thất này được trang bị rất là đầy đủ những cái tiện nghi cũng như là những cái chất liệu ở trên cái phần nội thất này cũng rất là cao cấp luôn. Gầm xe của chúng ta vẫn được chỉnh bằng điện luôn ha, rất là cao cấp đó. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi qua xem cái xe Maybach GLS 480 của chúng ta, xem cái phần nội thất nó sẽ còn cao cấp như thế nào nữa ha bạn. Bởi vì đây là một chiếc xe Maybach mà nó còn đặc biệt hơn rất là nhiều. Maybach GLS 480 của chúng ta thì nó sẽ sở hữu hàng loạt những cái công nghệ hỗ trợ lái, ví dụ như là hệ thống giữ lên đường nè, hệ thống cảnh báo điểm mù nè, hệ thống đề phòng va chạm chủ động nè. Ngoài ra thì nó còn có một cái tính năng rất là hay nữa, gọi là hệ thống bám đuôi các bạn, hay gọi là Disconnect đó. Thì với những cái tính năng hỗ trợ lái này thì hiện tại là GLS 450 của chúng ta thì sẽ không có hỗ trợ ha, đó chỉ có trên Maybach GLS 480 hoặc là GLS 600 Maybach thôi. Và đây là khoang thương gia các bạn nha, nó không còn gọi là cao cấp nữa các bạn, mà đây là gọi là luxury rồi. Một cái khoang thương gia các bạn sẽ thấy là ở cái khu vực này nó chỉ có hai cái chỗ ngồi thôi, và cái cốp sau của chúng ta là chúng ta chỉ để đồ thôi các bạn nha, không có ghế, bởi vì là GLS 480 của chúng ta chỉ có bốn cái chỗ ngồi thôi. Và với cùng một cái kích thước của chiếc xe các bạn và chỉ có bốn ghế so với là bảy ghế bên kia, thì các bạn sẽ thấy là cái hàng ghế này của chúng ta nó được lùi về phía sau một chút xíu đó, và để làm cho cái không gian để chân của hành khách ở phía sau các bạn nó sẽ rộng rãi hơn và tiện nghi hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết về da nè, những cái đường chỉ mai nè các bạn, đây là một cái loại da, không phải loại là, nó không gọi là da thật giống bên kia nữa các bạn, đây là vẫn là da thật nhưng mà một loại da rất là cao cấp ha, da Napa Exclusive. Khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế da này nó cũng sẽ cảm giác rất là khác so với lại GLS 450 của chúng ta ha. GLS 480 với chất liệu da Napa này chúng ta ngồi vào chúng ta cảm giác nó mát hơn, nó mềm hơn và thoải mái hơn rất là nhiều so với lại cái da tiêu chuẩn. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái máy tính bảng để ở vị trí này để cái người chủ xe của chúng ta có thể là điều khiển những cái màn hình này bạn một cách coi như là tiện lợi nhất và thoải mái nhất. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi ở một cái vị trí dựa vào ghế như thế này các bạn, nằm như thế này, thì chúng ta có thể là điều khiển nhạc nè, điều khiển hệ thống đèn viền nội thất nè, điều khiển ghế massage nè, tất cả mọi thứ luôn đều thông qua cái màn hình này hết luôn, thay vì là chúng ta phải yêu cầu anh tài xế điều khiển, hoặc là chúng ta có thể ngồi chạy để mà điều khiển thì không, chúng ta chỉ việc dựa vào ghế này thôi và chúng ta điều khiển mọi thứ ở trên này ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để chúng ta làm nóng và làm mát cốc nè, Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi đó. Và khu vực của chúng ta ở chỉnh máy lạnh thì vẫn ở đây các bạn nha, vẫn có những cái chi tiết máy lạnh ở đây. Và đặc biệt cái hệ thống âm thanh trên cái chiếc xe GLS 480 Maybach này là sử dụng tới 26 loa các bạn nha. Hệ thống âm thanh gồm 26 loa đến từ Boommaster đó, và số lượng loa hầu như là gần như là gấp đôi so với lại cả GLS 450 ha. Thì đối với dàn âm thanh này thì Di nghĩ là nó có thể đáp ứng hết mọi cái đôi tai khó tính của hầu như những khách hàng khó tính của những cái dòng xe Maybach này. Hầu như thì Di cũng có bán rất là nhiều những cái mẫu xe Maybach, và bạn có rất là nhiều những anh chị
mê âm thanh đó, nhưng mà khi lên tới khi và lên cái nội thất của cái chiếc xe này, đi test thử cái hệ thống âm thanh Master này thì hầu như là các anh chị coi như là không có chê nữa các bạn, hầu như là rất rất là thuyết phục các anh chị luôn. Về phần nội thất thì hầu như là các chiếc xe GLS 480 Maybach này được hầu như là trang bị tất cả mọi nơi đều bằng da hết các bạn. Đều bằng da hết luôn ha. Những cái chi tiết ốp cửa này các bạn, những cái chi tiết ở dưới này luôn cũng bằng da ha. Kể cả trần xe thì được bọc bằng cái chất liệu da này là gọi là da Dynamica. Nó giống như là da lộn các bạn nha. Đó, giống như da lộn cho một cái cảm giác nó sang trọng và nó rất là khác so với lại cái ốp bằng vải trên các chiếc xe GLS 450. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có hai cái màn hình để cho cái người hành khách phía sau để giải trí cũng như là điều khiển về những cái tính năng massage ở hàng ghế phía sau này các bạn. Đó, để giải trí tất cả mọi thứ ha, điều khiển trên cái màn hình này. Ghế của chúng ta thì có làm nóng và làm mát ghế luôn. Đó, GLS 450 của chúng ta thì ở khu vực phía sau thì chúng ta sẽ không có cái chi tiết làm mát và làm nóng ghế này. Đó, gỗ trên chiếc xe GLS 480 Maybach của chúng ta cũng được trang bị bằng một cái loại gỗ rất là đặc biệt. Đây là gỗ piano lacquer và chúng ta có những cái đèn, những cái đường viền bằng cái này nó gọi là sơn mài các bạn, sơn mài ha, chi tiết sơn mài kẻ sọc như thế này. Đó, nó cũng rất rất là sang trọng luôn. Khi mà cái người mà ngồi ở cái khoang sau này các bạn, khi mà chúng ta dựa vào cái ghế này các bạn thì hầu như là rất là riêng tư, bởi vì là ở bên ngoài chúng ta nhìn vào chúng ta không thấy cái người ngồi ở bên trong này, bởi vì là có một cái chi tiết cột nè các bạn, cái cột này là cái cột chữ C ha, nó sẽ che cái người ngồi luôn đó, và rất là riêng tư. Đặc biệt đối với những cái dòng xe Maybach thì các bạn nó cần một cái sự riêng tư đó, bên ngoài hầu như là không có nhìn vào thấy được cái nội thất ở bên trong ha. Đây là một cái chi tiết rất rất là sang trọng trên những cái chiếc xe Maybach các bạn, rất là sang trọng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết sạc không dây ở đây ha. Thì mặc dù là đây cái chi tiết này nó được thiết kế hầu như là nó cũng không được đẹp mắt cho lắm các bạn, nhưng mà nó sẽ mang cái tính chất tiện lợi ha. Một chi tiết rất là sang trọng và rất là khác biệt so với những cái mẫu xe thông thường và hầu như là chỉ có Maybach của chúng ta mới có thôi, đó là cái chi tiết bàn gấp. Chi tiết bàn gấp này nó gấp bằng tay các bạn nha, nhưng mà thật sự có gì thích cái cảm giác mà gấp bằng tay như thế này hơn so với lại cái chi tiết gấp bằng điện của những cái mẫu xe khác. Bởi vì các bạn thấy hầu như ở trên máy bay các bạn cũng gấp bằng tay ha, những cái khoang business nọ cũng gấp bằng tay như thế này. Bởi vì là chi thấy là gấp bằng tay nó sẽ linh động hơn ha, linh động hơn. Và cái bàn của chúng ta cũng được bọc da các bạn nha. Chỗ này thì Duy nghĩ là để được một cái iPad hoặc là một cái máy MacBook nhỏ thôi ha, nhẹ nhẹ thôi các bạn, bởi vì nó cũng sẽ không có cứng lắm. Chủ yếu là có thể là ký giấy tờ ở trên xe, hoặc là chủ nhân của chúng ta cũng có thể là sử dụng cái này để làm một cái bàn ăn ha. Hầu như là đối với cái nội thất của cái chiếc xe GLS 480 này so với lại cái nội thất của GLS 450 thì các bạn xem là nó có rất rất là nhiều những cái sự khác biệt luôn ha. Đó, và mức giá của chúng ta trên nhau 3 tỷ đồng thì Duy nghĩ là nó cũng sẽ cực kỳ hợp lý luôn. Đối với những cái anh chị khách hàng mà là khách hàng của Maybach rồi các bạn thì hầu như là sẵn sàng bỏ thêm tiền để sở hữu những cái chi tiết, những cái tiện nghi mà có thể nói là đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị khách hàng của mình ha. Thì có thể các anh chị khách hàng mua những cái chiếc xe này các bạn, nó không phải là để phục vụ cho công việc không nữa, mà là có thể dành cho những cái người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Các bạn sẽ thấy là cái hàng ghế này ha, nếu mà các anh chị các bạn mà có cái ông bà lớn tuổi các bạn thì di chuyển những cái chuyến hành trình mà đi du lịch xa ha, thì Duy nghĩ là không có cái chiếc xe nào các bạn mà nó cho một cái sự trải nghiệm tiện nghi và êm ái tuyệt vời như là cái chiếc xe Maybach này đâu. Ok, bây giờ Duy kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, hoặc là về mẫu xe Maybach GLS 480 hoặc là GLS 450 này, thì các anh chị các bạn có thể là đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.